Xin chào các bạn, đây là Go With The Chief. Giữa cái gọi là sở trường và sở thích thì ra nó có một cái sự khác nhau rất là nhiều, và không phải cứ thích thì nó sẽ trở thành cái nghề của mình được. Thì đối với Dung thì theo quan sát của em tại công ty của em cũng như là nhìn chung các bạn hiện tại bây giờ thì theo em, em nghĩ thì vấn đề như thế nào? Cái vấn đề là mình có là một chuyện, nhưng mà mình vẫn phải rèn luyện, và kể cả là mình vẫn phải có một cái mục tiêu, một cái hướng đi nhất định, chứ không phải là hôm nay tôi thích cái này xong rồi tôi làm cái này, ngày mai tôi thích cái kia tôi lại làm cái kia. Tất nhiên là ở thế giới hiện tại bây giờ thì mình phải linh động, nhưng mà nó sẽ khác với cái việc là mấy bạn nhảy việc bây giờ. Thực sự mấy bạn Gen Z thực sự là cứ suy nghĩ là mình cái gì mình cũng làm được hết, nên là làm việc này vài tháng không thích thì lại đổi việc, không thích thì lại đổi việc. Như vậy thì khi mà cái nhà tuyển dụng người ta nhìn một cái CV á, người ta cũng sẽ lo ngại cái gì mình làm có chỉnh chu thì người ta nhìn vào người ta sẽ thấy ngay. Và khi mấy bạn tự tin là chính mình thì mấy bạn sẽ làm được hết tất cả những gì mấy bạn muốn.